Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Công an vừa có tờ trình chính phủ về dự thảo nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo luật căn cước, căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập mỗi công dân việt nam được cấp một căn cước điện tử căn cước điện tử gồm danh tính điện tử số định danh cá nhân họ tên ngày tháng năm sinh giới tính ảnh khuôn mặt vân tay cùng với đó là một số thông tin cá nhân khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước ngoài ra căn cước điện tử có thể tích hợp các thông tin như thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ do thủ tướng quyết định Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Một nội dung đáng chú ý là về quy trình cấp căn cước điện tử cho công dân. Trong đó, dự thảo quy định rõ về việc đăng ký căn cước điện tử đối với công dân. Cụ thể, công dân đã được cấp thẻ căn cước thì chỉ cần đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp căn cước điện tử. Khi đó Công dân xuất trình thẻ căn cước, cung cấp thông tin về số thuê bao di động, đã đăng ký thông tin thuê bao hoặc địa chỉ thư điện tử nếu có và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào căn cước điện tử. Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục, áp dụng đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên để xác thực với cơ sở dữ liệu căn cước. Người dân ký xác nhận việc đăng ký tạo lập căn cước điện tử sau đó cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử kiểm tra xác thực thông tin công dân đề nghị cấp căn cước điện tử và thông báo kết quả đăng ký cấp căn cước điện tử qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc tin nhắn sms hoặc địa chỉ thư điện tử Người đại diện, người giám hộ đã có căn cước điện tử được công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện đến cơ quan công an và sử dụng số điện thoại di động đã đăng ký thông tin thuê bao của mình để thực hiện đăng ký cấp căn cước điện tử cho công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện. Đối với trường hợp chưa được cấp thẻ căn cước, dự thảo đề xuất người dân đến cơ quan công an nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước cung cấp thông tin về số thuê bao di động đã đăng ký thông tin thuê bao, địa chỉ thư điện tử nếu có và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào căn cước điện tử. Những bước tiếp theo được thực hiện tương tự như trường hợp đã cấp thẻ căn cước. Theo đề xuất của Bộ Công an, công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 riêng cơ quan tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại dự thảo, Bộ Công an cũng yêu cầu kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử căn cước điện tử trong thời hạn quy định. Cụ thể, không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp căn cước điện tử và không quá 7 ngày làm việc với trường hợp chưa có thẻ căn cước Riêng với tổ chức, thời hạn là không quá một ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trường hợp cần xác thực các thông tin trên thì thời hạn không quá 15 ngày.